Vâng, ngày hôm nay thay mặt cho nhóm ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chúng tôi xin giới thiệu về ghép chi thể ở Việt Nam, cơ hội và thách thức. Ghép tạng là sự dịch chuyển một tạng khỏe mạnh từ người cho sang người nhận nhằm thay thế tạng bị khuyết tật hoặc là bị hư hỏng. Và đây là một can thiệp phẫu thuật rất khó khăn và phức tạp cả về người cho, người nhận. Một phẫu thuật rất phức tạp gồm rất nhiều cấu trúc khác nhau về mặt giải phẫu liên quan đến vấn đề miễn dịch, thải ghép, mà đặc biệt là thải ghép ở chi thể là một cái cơ quan mà có mức độ thải ghép rất mạnh. Ngoài ra vấn đề còn là điều trị sau ghép, chất lượng sống sau ghép, phục hồi chức năng sau ghép và kể cả tâm lý của bệnh nhân sau khi nhận ghép. Ghép tạng được xem là một trong những thành tựu khoa học lớn của thế kỷ thứ 20. Về ghép tạng trên thế giới và Việt Nam, theo nguồn của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, cho tới tháng 12 năm 2020, thì ghép thận lần đầu tiên được thực hiện trên thế giới là vào năm 1954, và ở Việt Nam chúng ta thì được thực hiện lần đầu tiên là năm 1992 tại Học viện Quân y. Tiếp đó thì ghép phổi được thực hiện từ năm 1963, và ở Việt Nam chúng ta lần đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào năm 2017. Ghép chi thể được thực hiện lần đầu tiên năm 1964 ở Ecuador. Tuy nhiên, do thiếu hụt về những phương tiện chống thải ghép các cái thuốc điều trị, cho nên cái ca ghép đầu tiên năm 1964 thất bại và chỉ thành công cho đến năm 1998 bởi kíp phẫu thuật ghép tạng đa quốc gia được thực hiện thành công ở Pháp. Ở Việt Nam thì ghép chi thể lần đầu tiên được thực hiện thành công vào năm 2020. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chúng tôi bắt đầu triển khai ghép tạng từ tháng 12 năm 2016. Và cho đến nay thì bệnh viện đã thực hiện thành công trên lâm sàng 90 ca ghép thận, 94 ca ghép gan, 3 ca ghép phổi, 2 ca ghép chi thể, 18 ca ghép giác mạc, 130 ca ghép tế bào gốc, 40 ca ghép tủy. Và ngoài ra thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu ghép trên thực nghiệm. Ghép chi thể tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã được chuẩn bị một cách đầy đủ trước khi chúng tôi thực hiện can thiệp phẫu thuật ghép. Ghép tạng mà đặc biệt là ghép chi thể cho đến nay trên thế giới mới chỉ có khoảng 89 ca được thực hiện. Đây là một cái can thiệp phẫu thuật giúp cho việc phục hồi một cách hoàn hảo nhất cả về cấu trúc, chức năng, thẩm mỹ mà không một phương pháp nào khác có thể thực hiện được một cách đầy đủ và hoàn hảo giống như chúng ta ghép chi. Tuy nhiên thì can thiệp phẫu thuật ghép chi thể là can thiệp phẫu thuật rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của rất nhiều các chuyên ngành. Bên cạnh phẫu thuật bàn tay thì các phẫu thuật viên ghép tạng cũng như là các chuyên gia về chống thải ghép, rồi các chuyên gia về vấn đề vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, vấn đề tâm sinh lý, rồi liên quan đến vấn đề gây mê, hồi sức vân vân. Và ngoài ra thì kết quả lâu dài của ghép tạng còn phụ thuộc vào bệnh nhân, còn phụ thuộc vào sự quan tâm cũng như là vấn đề vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và liên quan đến vấn đề điều trị thải ghép một cách hoàn hảo và đầy đủ. Về ghép chi thể tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã có kế hoạch chu đáo trong việc chuẩn bị các kiến thức nền tảng và kinh nghiệm của các can thiệp phẫu thuật khác về ghép chi thể trên thế giới. Chúng tôi đã có những chương trình đầy đủ và cụ thể trong vấn đề tìm hiểu các kiến thức trong y văn, gửi các kíp phẫu thuật và các nhân viên trong nhóm ghép tạng đi học tập ở nước ngoài và tiến hành các ca mổ thực nghiệm về ghép chi thể. Ngoài ra thì nhóm ghép tạng còn có một quá trình chuẩn bị và tập luyện rất kỹ càng về ghép chi thể trong thực nghiệm, hoàn thành đầy đủ các hồ sơ pháp lý trước khi thực hiện can thiệp phẫu thuật trên lâm sàng. Chúng tôi xin giới thiệu một cái trường hợp chúng tôi ghép chi thể trên thực nghiệm. Trong cái hình ảnh này thì chúng tôi đã ghép chi thể của một con thỏ trắng New Zealand vào đùi của một con thỏ xám Chinchilla Basta, và chúng ta có thể nhìn thấy cái kết quả ghép sau 30 ngày, chi thể sống hoàn toàn, tất cả các vết thương đều liền sẹo và chi thể có thể nói là đã được tồn tại một cách rất là thân thiện cùng với con thỏ được ghép chân từ chân của con thỏ trắng và con thỏ xám. Và chúng ta có thể thấy rằng là con thỏ vẫn sống rất là khỏe mạnh sau ghép cho đến ngày thứ 30. Về việc cử các cán bộ đi học tập ở nước ngoài thì tháng 8 năm 2008,
Các báo chí, các tạp chí và các hãng truyền thông, thông tấn và truyền hình trên thế giới đồng loạt đưa tin về ca ghép hai cánh tay đầu tiên trên thế giới được thực hiện tại bệnh viện Reykjavik của trường đại học tổng hợp Munich. Đây là cái trường hợp mà ghép hai cánh tay của một bệnh nhân bị cụt hai cánh tay từ người cho chết não được thực hiện lần đầu tiên và được thực hiện một cách thành công. Trên tất cả các báo chí thì chúng ta đều thấy có hình ảnh của cái kit ghép đang thực hiện cái ca phẫu thuật ghép tạng này. Và trong cái ca ghép này thì chúng tôi cũng đã được trực tiếp tham gia với cương vị là phẫu thuật viên chính trong cái ca ghép lịch sử đầu tiên ghép hai cánh tay trên thế giới được thực hiện tại Cộng hòa Liên bang Đức trong thời gian mà chúng tôi đang học tập và làm bệnh án tiến sĩ khoa học tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và đây là cái hình ảnh của bệnh nhân trước ghép và hình ảnh của bệnh nhân ngay sau ghép. Hai cái cánh tay của bệnh nhân đã được ghép từ người cho chết não và chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh bệnh nhân rất là vui sau khi mà được ghép hai cánh tay. Và đây là cái hình ảnh mà hai cánh tay ghép đã được liền sẹo, đã sống tốt với thời gian sau ghép là 1 tháng. Và đây là cái hình ảnh mà kíp toàn bộ kíp phẫu thuật ghép tạng được thực hiện tại bệnh viện Reykjavik của trường đại học tổng hợp Munich. Các trong số tất cả các đồng nghiệp tham gia chỉ có một phẫu thuật viên được thực hiện với cương vị là một phẫu thuật viên chính trong kíp ghép đó. Và chúng tôi qua cái ca ghép này thì chúng tôi có điều kiện để học hỏi kinh nghiệm của các bạn quốc tế, có thể nói là tại một cái nơi, tại một cái cơ sở mà có rất nhiều kinh nghiệm đã được thực hiện về vi phẫu thuật rồi ghép tạng và chuyển ghép các cái tổ chức trên cơ thể sống, có thể nói rằng là một trong những trung tâm lớn và nổi tiếng trên thế giới tại Cộng hòa Liên bang Đức và trực tiếp là tại thành phố Munich. Và người tổ chức thực hiện toàn bộ cái ca ghép này, tổng chỉ huy chính là giáo sư tiến sĩ khoa học Edgar Beamer. Và đây là cái hình ảnh của giáo sư tiến sĩ khoa học Edgar Beamer cũng như là cái hình ảnh của cái chi thể ghép mà đã được thực hiện cái ca ghép này. Và sau đó thì tất cả các cái báo chí mà đặc biệt là các cái báo chí quốc tế và nước ngoài đưa tin đồng loạt cái trường hợp này và được xem là một cái ca mổ vô cùng ấn tượng và mở ra một cái kỷ nguyên mới trong vấn đề ghép đa chi thể và tức là trường hợp này là ghép cả hai chi thể cho bệnh nhân bị cụt cả cánh tay ở cả hai bên. Và đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân được ghép chi thể cùng với các phẫu thuật viên trực tiếp tham gia vào cái ca mổ, trong đó có giáo sư tiến sĩ khoa học Neumann là hiệu trưởng của trường đại học tổng hợp Munich và giáo sư tiến sĩ khoa học Ma Khèn, giáo sư tiến sĩ khoa học Edgar Beamer, giáo sư Hönke, giáo sư Kovac và giáo sư Clark. Và đây là cái hình ảnh mà chi ghép trên bệnh nhân Marcus Mets. Chúng ta có thể thấy cái hình ảnh chi ghép sống một cách hoàn hảo sau 9 tháng phẫu thuật và bệnh nhân rất vui mừng với cái kết quả chức năng của hai chi thể được ghép. Và bệnh nhân cho đến nay thì bệnh nhân đã có thể sử dụng cái chi ghép để thực hiện rất nhiều những cái động tác gần như là các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như là đánh răng, rửa mặt, vệ sinh, lao động, lái xe, rồi lái xe máy kéo vân vân. Và có thể nói bệnh nhân hết sức là hài lòng với cái chất lượng và kết quả phẫu thuật sau khi mà ghép hai cánh tay đầu tiên cho bệnh nhân Marcus Mets ở Đức. Về quy trình ghép chi thể tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì bên cạnh việc chuẩn bị về thực nghiệm và các kiến thức về kinh nghiệm về ghép chi thể thì bệnh nhân chuẩn bị chờ ghép và chúng tôi cũng đã hoàn thành các cái thủ tục pháp lý, có cái danh sách các bệnh nhân chờ ghép và tất cả các cái xét nghiệm liên quan vấn đề miễn dịch đã được chuẩn bị một cách đầy đủ. Liên quan đến phẫu thuật ghép chi thể thì phẫu thuật ghép chi thể đặc biệt là ở vùng cẳng tay và bàn tay là cái cơ quan có rất nhiều cấu trúc khác nhau, ví dụ như là xương, gân, cơ, mạch máu, thần kinh, da và đặc biệt là tất cả các cấu trúc ví dụ như là tĩnh mạch, động mạch, thần kinh, tất cả các thần kinh ví dụ như thần kinh trụ, thần kinh giữa, thần kinh quay vân vân ở chi thể thì đều phải được nối ghép và tất cả các khối cơ ở vùng cẳng tay thì đều phải được phục hồi một cách hoàn hảo, ứng dụng kỹ thuật vi phẫu. Và chúng tôi trong báo cáo này thì muốn thông báo về kết quả bước đầu của phẫu thuật ghép chi thể tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chúng tôi cũng muốn trao đổi về những thách thức đặt ra khi chúng ta thực hiện ghép chi thể. Bệnh nhân thứ nhất mà chúng tôi thực hiện ghép cẳng tay, bàn tay từ người cho hiến sống là bệnh nhân Phạm Văn V, 31 tuổi,
bị cụt 1 phần 3 giữa cẳng tay và bàn tay bên trái do tai nạn lao động đã 4 năm. Về xét nghiệm thì bệnh nhân có nhóm máu AB với mức độ hòa hợp miễn dịch với người hiến chi thể là 3 trên 6 và các chức năng sống và các xét nghiệm về sinh hóa, hóa học thì đều hoàn toàn bình thường. Và bệnh nhân được dự kiến phẫu thuật là ghép 1 phần 3 dưới cả tay và bàn tay lấy từ phần thừa còn lành của một người cho sống, với nghĩa là chúng tôi lấy phần thừa còn có thể sử dụng được từ một chi thể bị cắt cụt. Về thủ tục pháp lý thì chúng tôi thực hiện đầy đủ và đúng theo các trình tự văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Về người hiến chi thể là bệnh nhân Đỗ TS, 52 tuổi, có nhóm máu A với chẩn đoán là đứt gần hoàn toàn phần 3 trên cánh tay bên trái, đã được nối động mạch cánh tay. Tuy nhiên thì tổn thương tại chỗ bị dập nát, nhiễm khuẩn toàn bộ khối cơ gấp ở cánh tay từ phần 3 trên đến phần 3 giữa cả tay, nhổ giật và đứt hoàn toàn cả ba dây thần kinh quay, thần kinh trụ và thần kinh giữa ở ngang mức phần 3 trên cánh tay do tai nạn lao động tuần thứ hai và thực sự không còn khả năng bảo tồn chi thể. Trường hợp bệnh nhân này thì các xét nghiệm về chức năng sống, sinh hóa, miễn dịch, huyết học vân vân đều trong giới hạn bình thường và dự kiến can thiệp phẫu thuật của bệnh nhân là sẽ cắt cụt 1 phần 3 trên của cánh tay bên trái. Đây là cái hình ảnh tổn thương của bệnh nhân. Thì đây là bệnh nhân vào với chúng tôi lúc đầu là cái tình trạng dập nát toàn bộ ở vùng cánh tay, đứt nhổ hoàn toàn các dây thần kinh cả ba dây thần kinh quay trụ giữa, và chúng tôi cũng đã cố nối cái mạch máu động mạch để cứu sống cái chi thể. Tuy nhiên sau đó thì do cái chấn thương rất là nặng nề, bầm dập từ phần ba trên của cánh tay cho đến 1/3 giữa của cẳng tay, cho nên là các cái can thiệp phẫu thuật thì không hiệu quả và sau đó thì tiếp tục có những cái hoại tử rất phức tạp, và cái chi thể này sau đó thì chúng ta thấy là các cái cơ nó đều bị thối giữa ra và không còn khả năng sử dụng. Tuy nhiên cái phần bàn tay của bệnh nhân thì còn có thể sử dụng được. Bệnh nhân này thì được chỉ định cắt cụt và chúng tôi kiểm tra thì thấy các cái xét nghiệm miễn dịch rất hòa hợp, và đây là cái hình ảnh bệnh nhân Phạm Văn V, 31 tuổi, bị cụt 1/3 dưới của cẳng tay bên trái, cụt cẳng tay và bàn tay đã 4 năm, và đây là cái hình ảnh trước mổ của bệnh nhân. Thì đây là toàn bộ toàn cảnh cái ca ghép chúng tôi thực hiện phẫu thuật một ghép 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay cho bệnh nhân lấy từ người cho sống, theo cái nghĩa là sử dụng cái phần còn có thể sử dụng được của cái chi thể bắt buộc phải cắt cụt. Và đây là cái hình ảnh toàn bộ của kíp mổ trong ngày hôm đó, và đây là cái hình ảnh chúng tôi lấy cái bàn tay ra để ghép vào cái chi thể cho bệnh nhân bị cụt tay. Và đây là cái hình ảnh của bệnh nhân trước mổ, hình ảnh của bàn tay sau khi mà chúng tôi đã ghép bàn tay vào cái mỏ cụt, và chúng ta có thể thấy trên cái hình ảnh là sau khi ghép 1 năm thì bệnh nhân có thể sử dụng cái tay ghép để thực hiện các cái can thiệp thông thường trong sinh hoạt và lao động hàng ngày, ví dụ như là cầm các cái vật thể nhỏ hoặc là giúp đỡ cho con của bệnh nhân có thể học tập được. Và đây thì chúng ta sẽ xem lại một số cái hình ảnh về khả năng sử dụng tay ghép trong sinh hoạt hàng ngày 1 năm sau khi một bệnh nhân được ghép tay. Bệnh nhân có thể sử dụng một cách thuận lợi trong việc các cái hoạt động hàng ngày, ví dụ như là uống nước, ví dụ như là xách các cái vật nặng, ví dụ như là túi, và đặc biệt là bệnh nhân có thể sử dụng nó để trong đi lại vận động, ví dụ như là có thể sử dụng rất là thuận lợi trong cái hoạt động, ví dụ như bệnh nhân có thể sử dụng để đi xe máy và sử dụng cái tay ghép một cách rất là thuận lợi và dễ dàng. Chúng ta cùng xem. Và bệnh nhân rất là vui với cái cánh tay, với cái cẳng tay và bàn tay đã được ghép và rất là hài lòng với nó trong các cái hoạt động sinh hoạt này. Về trường hợp thứ hai thì chúng tôi đã ghép đồng thời cả hai cẳng tay từ một người cho chết não. Người nhận chi thể là bệnh nhân Trần Bằng N, 19 tuổi, bị cụt 1/3 giữa cẳng tay cả hai bên do tai nạn thuốc nổ năm thứ ba, với xét nghiệm nhóm máu A mức độ hòa hợp miễn dịch với người cho là 3 trên 6 và chức năng sống và các xét nghiệm sinh hóa và hóa học hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân được dự kiến là ghép đồng thời cẳng tay cả hai bên lấy từ người cho chết não. Về người hiến chi thể là bệnh nhân Nguyễn DT, 31 tuổi, nam, chết não sau chấn thương sọ não do tai nạn giao thông ngày thứ năm, và bệnh nhân
đã được xét nghiệm kiểm tra thì thấy rằng các chức năng sống, cả về sinh hóa, miễn dịch hóa, huyết học vân vân đều trong giới hạn bình thường, và bệnh nhân được dự kiến là sẽ hiến chi thể cùng cả tay đồng thời cả hai bên để thực hiện ghép chi thể, và tất cả các thủ tục pháp lý thì đều đầy đủ và chúng tôi thực hiện đúng theo các văn bản quy định quy phạm pháp luật của Việt Nam. Đây là cái hình ảnh mỏm cụt chi thể của bệnh nhân ở cẳng tay cả hai bên trước khi ghép. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là cái mỏm cụt đến 1/3 trên của cẳng tay, và với cái mỏm cụt như thế này thì bệnh nhân hết sức khó khăn trong tất cả các hoạt động sinh hoạt bình thường, ví dụ như là mặc quần áo, tắm rửa, ăn uống, vệ sinh vân vân, có thể nói là vô cùng khó khăn, và chính vì vậy luôn luôn cần phải có một người giúp đỡ hỗ trợ cho bệnh nhân trong mọi hoạt động này. Và đây là cái hình ảnh mà cẳng tay ở cả hai bên của bệnh nhân thì đã được ghép chi thể là cái phần cẳng tay tương ứng từ cho chết não, và chúng ta cũng có thể thấy rằng là trên cái hình ảnh này thì tất cả các cái vết sẹo đều đã được liền sẹo hoàn toàn, màu sắc của da của chi ghép và người nhận thì rất là tương đồng với nhau, và chúng ta có thể nói rằng là với những cái trường hợp như thế này khi bệnh nhân mặc cái áo vào thì có lẽ rằng rất hiếm một người nào đó có thể biết được rằng là bệnh nhân được ghép chi thể. Và đây là chúng ta có thể nhìn thấy cái kết quả chức năng sau ghép, thì sau ghép xong thì bệnh nhân có thể sử dụng hoàn toàn rất là thuận lợi cái chi ghép trong các hoạt động, ví dụ như là cầm nắm sử dụng để nâng đỡ các cái vật nhỏ, rồi đặc biệt là bệnh nhân có thể cầm bút để viết hoặc là sử dụng cái tay ghép để chơi các cái trò chơi, và hiện nay thì bệnh nhân có thể sử dụng một cách hoàn toàn thuận lợi chi ghép trong tất cả các hoạt động hàng ngày, ví dụ như là vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ, mở cửa, đánh răng, rửa mặt và vệ sinh, cũng như là làm các cái thực hiện các cái động tác trong sinh hoạt hàng ngày. Về phẫu thuật ghép chi thể thì chúng tôi thấy rằng là ghép chi thể giống như các tạng nói chung cần phải có một hội đồng đánh giá chết não với đầy đủ các phương tiện dụng cụ cần thiết, có ban điều phối ghép tạng với các tiểu ban phù hợp, tiếp đó là phải có ban cố vấn chuyên môn với đội ngũ tư vấn pháp lý có kinh nghiệm, có hệ thống phòng mổ với các dụng cụ trang thiết bị phẫu thuật đạt tiêu chuẩn. Đây là cái hệ thống phòng mổ lấy tạng, phòng mổ rửa tạng, phòng mổ ghép tạng và phòng hồi sức sau ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chúng tôi có điều kiện để có những cái trang thiết bị dụng cụ có thể nói là rất hiện đại và đáp ứng được các cái yêu cầu khắt khe và hết sức chặt chẽ về vấn đề ghép tạng hiện nay. Và bệnh viện 108 thì bên cạnh những cái trang thiết bị dụng cụ như thế này thì chúng tôi còn có một đội ngũ các bác sĩ có kinh nghiệm trong việc thực hiện can thiệp phẫu thuật, hồi sức, cấp cứu, rồi chống nhiễm khuẩn, và đặc biệt là các cái chuyên gia về vấn đề chống thải ghép và phục hồi dữ liệu, phục hồi chức năng, và đặc biệt là vấn đề đảm bảo vấn đề tâm sinh lý cho bệnh nhân trước và sau khi mà được ghép tạng và ghép chi thể. Về ngoài ra, ngoài cái hệ thống phòng mổ thì cần phải có cái hệ thống xét nghiệm với các cái xét nghiệm về sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh vật, chẩn đoán hình ảnh, rồi sinh học phân tử và giải phẫu bệnh lý đạt tiêu chuẩn ISO, và có sự phối hợp chặt chẽ giữa rất nhiều các chuyên khoa, ví dụ như là gây mê, hồi sức, dược, trang bị, rồi kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, và còn có phải có một đội ngũ được đào tạo chuyên sâu về điều trị chống thải ghép và các biến chứng sau ghép tạng, có đội ngũ can thiệp tim mạch có kinh nghiệm để xử lý các biến chứng liên quan đến tắc mạch và vấn đề chảy máu sau mổ, và có đầy đủ các cơ số thuốc điều trị các biến chứng sau ghép, và ví dụ như là chống nhiễm khuẩn, chống nhiễm nấm và thải ghép. Tuy nhiên thì ngoài những yêu cầu của phẫu thuật ghép tạng nói chung, phẫu thuật ghép chi thể còn có những yêu cầu đặc thù như sau. Trước hết là các phẫu thuật viên phải được đào tạo rất chuyên sâu và có kinh nghiệm về chấn thương chỉnh hình nói chung, về phẫu thuật tạo hình và đặc biệt là về vi phẫu thuật và phẫu thuật bàn tay, bởi vì ghép chi thể liên quan đến cấu trúc rất nhỏ, khâu nối các dây thần kinh và ở mức là khâu nối các bao bó sợi thần kinh và ứng dụng kính hiển vi phẫu thuật với các dụng cụ đặc biệt và chuyên biệt rất nhỏ với các kim chỉ 9-0, 10-0 và 11-0. Và ngoài ra thì phải có một đội ngũ điều dưỡng được đào tạo về chăm sóc, theo dõi, phát hiện sớm các biến chứng tắc mạch liên quan đến vấn đề xoa bóp, rồi tập vận động, lý liệu, phục hồi chức năng của chi ghép rất sớm để đảm bảo không bị teo cơ cứng khớp, và nhất là đặc biệt là phục hồi sớm khả năng cảm nhận về cảm giác cũng như là
chức năng vận động cho các khối cơ, và các phẫu thuật viên và cũng như là đội ngũ ghép thi thể phải được đào tạo bài bản qua các khóa học về tâm lý trị liệu. Trên góc độ xã hội và tâm linh thì ghép thi thể tại Việt Nam có rất nhiều những thách thức, mà đặc biệt đó là vấn đề nguồn cho tạng rất là hiếm hoi, vì đây là vùng hở lộ có thể quan sát một cách rất là dễ dàng trong cuộc sống. Ngoài ra liên quan đến cái ý thức xã hội, người ta cho rằng là trần sao âm vậy, cho nên là rất nhiều những bệnh nhân sẵn sàng có thể hiến rất nhiều tạng, tuy nhiên là ghép chi thể là cái thách thức rất khó khăn, bởi vì người ta không muốn rằng là những người thân của mình khi về với thế giới những người hiền thì không còn chân hoặc không còn tay hoặc chi thể, và đó là vấn đề liên quan đến tâm linh có thể nói là rất là khó khăn. Và thực sự ghép chi thể không giống như ghép các cái tạng khác, bởi vì đây không phải là nhu cầu sinh tồn và bệnh nhân vẫn có thể sống được, mặc dù là chất lượng cuộc sống rất là kém và rất là khó khăn, tuy nhiên bệnh nhân vẫn có thể sống mà không có chi thể. Trên góc độ sinh lý, giải phẫu và chức năng thì ghép chi thể cũng có rất nhiều những thách thức, đặc biệt là có rất nhiều các cấu trúc giải phẫu phức tạp và đa dạng, đòi hỏi phải phục hồi một cách đầy đủ và hoàn chỉnh tất cả các cấu trúc đó, ví dụ như là da, là cơ, là gân, là xương, là mạch máu, thần kinh, khớp, vân vân. Và ngoài ra thì với các cấu trúc giải phẫu ở vùng chi thể, nếu không có một kế hoạch tập luyện rất sớm và các cái tập luyện liên quan đến vấn đề vật lý trị liệu phù chức năng phù hợp, thì cái chức năng, cái chi thể có thể sống nhưng cái chức năng sẽ rất là hạn chế. Ngoài ra thì ghép chi thể có những đòi hỏi rất cao cả về chức năng và hình thể thẩm mỹ, và phải có sự tương xứng để làm sao bệnh nhân không bị cảm giác ám ảnh khi sử dụng cái chi thể đó. Và đối với ghép chi thể khác với các cấu trúc khác là ghép chi thể có nguy cơ thải ghép rất cao, và đặc biệt là da, và có cái nguy cơ nhiễm khuẩn cũng rất là cao vì phải dùng các cái thuốc ức chế miễn dịch khá là mạnh. Chính vì thế cho nên là trước khi mà thực hiện ghép chi thể thì đòi hỏi phải có những thăm khám rất chính xác, cụ thể và đặc biệt là rất tỉ mỉ, có những cái giải thích rõ ràng với bệnh nhân về cái khả năng cũng như là những cái nguy cơ, và đặc biệt là vấn đề tập luyện phục hồi chức năng và vật lý trị liệu một thời gian rất là kéo dài để chi thể có thể hoạt động và có thể sống được, có thể hoạt động đảm bảo được các cái chức năng lao động trong sinh hoạt hàng ngày. Và đặc biệt nữa đó là vấn đề tâm lý sau ghép, bởi vì nếu chúng ta không có những giải thích và có những kiến thức về ghép chi thể thì bệnh nhân sẽ luôn luôn bị ám ảnh về vấn đề là sử dụng cái chi ghép của một người, của cái chi thể của một người không còn nữa. Và thực sự thì chúng tôi vẫn nhớ mãi khi mà chúng tôi hỏi ông Markus Schmidt, người Đức, về cái ca ghép hai cánh tay đầu tiên trên thế giới. Và trong cái buổi họp báo, khi một nhà báo hỏi rằng ông nghĩ gì khi mà ông đang sử dụng hai cái cánh tay của một người đã khuất, và nếu một ngày nào đó cái người đã khuất đến với ông và hỏi với ông, và hỏi ông rằng là tôi muốn lấy lại hai cái cánh tay của tôi, thì ông sẽ nghĩ ra làm sao? Thì ông Markus Schmidt đã cười rất là tươi và ông nói rằng không, đây là hai cánh tay của tôi, nó được, nó là của tôi và không ai có thể nói được, không ai có thể đòi được. Nó là máu thịt của tôi, là một phần cơ thể của tôi, nó là của tôi và hoàn toàn là của tôi. Và có thể nói rằng là với cái câu trả lời đó, ông rất là tươi, ông rất là thích, và tất cả những người tham dự cái buổi hội thảo hôm đó thì đều vỗ tay, có thể nói là một cách hết sức là phấn khích và rất rất đồng thuận với cái câu trả lời của Markus Schmidt. Đấy là cái ấn tượng mà chúng tôi phải nhớ mãi. Và ngoài ra thì giống như các cái ghép tạng khác thì bệnh nhân phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời, và chúng ta cũng đã biết là chính vì những cái thách thức như nói như vậy cho nên trên thế giới đến nay mới có khoảng 89 ca ghép chi thể, và ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thì cho đến nay, tức là trước năm 2020 và cho đến nay 2021 thì chưa có các thông báo quốc tế liên quan đến ghép chi thể, và đây là những cái ca mà chúng tôi thực hiện ghép chi thể lần đầu tiên ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Còn cái trường hợp mà chúng tôi ghép chi thể từ người cho sống, trên nghĩa là ghép chi thể lấy cái bộ phận còn nguyên lành từ chi thể cắt cụt được ghép cho những cái bệnh nhân bị cụt ở khu vực tương ứng, thì đây là một cái trường hợp chúng tôi thực hiện lần đầu tiên trên thế giới. Bởi trong những y văn, tất cả y văn mà chúng tôi tìm được cho đến nay thì chưa hề có cái can thiệp phẫu thuật nào như vậy.
Về cơ hội ghép chi thể tại Việt Nam thì số lượng bệnh nhân bị cụt chi thể rất là nhiều do nguyên nhân chiến tranh, do tai nạn lao động, do tai nạn giao thông, do các mâu thuẫn dân sự, và việc xử lý cấp cứu ở tuyến trước là chưa đầy đủ. Và ghép chi thể giúp cho việc phục hồi tối ưu chức năng của chi thể cả về hình dáng và thẩm mỹ, vận động và cảm giác. Đây được xem là phương pháp tạo hình ưu việt nhất trong bậc thang điều trị. Viện Chấn thương Chỉnh hình thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm cơ sở có rất nhiều kinh nghiệm về phẫu thuật chỉnh lại chi thể đứt phần tự thân, có trang thiết bị hiện đại và đặc biệt là giám đốc và ban giám đốc hết sức quan tâm và tạo mọi điều kiện để phát triển lĩnh vực ghép tạng và ghép chi thể. Và khi chúng ta thực hiện ghép tạng thì sẽ giúp tăng cường năng lực trang thiết bị máy móc trình độ chuyên môn và đồng thời cũng là một động lực rất quan trọng để phát triển các chuyên ngành khác. Xin trân trọng cảm ơn.